ai tới trước thì mày phát, còn ai tới sau thì mày đuổi. Dạ, ăn mặc lịch sự vậy mà cũng đi lấy công từ thiện. Đây đây đây, hai phần. Tao không bỏ đó, mày làm gì tao? Dán đây thì không ai thấy, dán đây thì nó bay, để đây thì nó cũng không thấy. Thôi cầm luôn đi. Ôi, hả? Mày làm cái gì vậy? Tao đang nghiên cứu cái cách mà để cho người ta thấy được nhiều nhất mà nó không bị bay. Trời ơi, mày cầm vậy đi, chứ mày dán đây mất công người ta là không thấy là đúng rồi đó. Thì đó. Ủa, nãy giờ chưa ca tới lấy luôn hả? Từ từ, chưa tới giờ người ta tăng ca. Mày yên tâm đi, dưới này là khu xí nghiệp nè, công nhân nhiều lắm. Tới giờ người tăng ca, người ta đi qua đây người ta ăn nè. Biết là vậy rồi, nhưng mà biết sao không? Sao? Lỡ mất công người ta lại không biết. Cái tao không mày đem ra đây cái rồi để gì uổng. Sao không biết được cái đường người ta đi ăn mà. Yên tâm đi, tao lo được. Ừ. Mà nè, mày chuẩn bị hết cái đống này luôn hả? Giỏi vậy. Trời ơi, mày khùng hả? Cái này á là tao đặt bà Tư, bà làm giùm tao, hiểu không? Chứ đâu ra thời gian mà làm. Nhưng mà thôi kệ, cứ có tâm là được rồi. Ê, lâu lâu làm chung với mày mấy pha này á, tao thấy tự nhiên con người tao thoải mái dễ chịu ghê. Mày hay lắm ha, cái miệng mày á giờ này hơi bị dẻo rồi đó. Ê, ê, con người, ra. Cô ơi, ở đây tụi con có phát cơm chay miễn phí nè. Cô mời cô tới nhận cơm. Dạ. Cô vô cô nhận giùm tụi con vui nha. Dạ, con gửi cô nha. Dạ rồi, cảm ơn cô, chúc cô ăn cơm ngon miệng. Thấy chưa? Được. Nữa. Chị ơi, anh ơi. Dạ. Ở đây có phát cơm chay từ thiện á, em mời chị nhận một phần nha. Dạ. Em có được không? Dạ được. Cảm ơn hai cậu nha. Dạ rồi, không có gì. Dạ. Có gì ngày mai chị dắt thêm vài người tới nha chị. Dạ. Em kêu họ hàng em làm xí nghiệp nhiều lắm. Ok. Dạ rồi. Anh đẹp trai mà tốt bụng. Thôi thì mệt quá, đi ông ơi. Anh cũng dễ thương. Nhớ nha, ngày nào cũng vậy nha, ngày nào cậu em cũng đứng đây phát. Kì, người ta ra quá trình ra được chưa? Dạ rồi, em gửi chị nhiều à. Chúc chị ăn ngon miệng ạ. À, chị ơi, bữa sau chị cứ tới đây nha, tụi em cứ đứng đây phát cho mọi người á. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, vậy được rồi đó. Sao? Thế tụi tính hay không? Tao nói rồi, phải tin thôi chứ. Hên là mày cầm cái này tao mới thấy, mày dán đây chắc không ai thấy đâu á. Thì đó. Ê, bữa nay tao thấy vậy là ít đó. Có gì ngày mai chuẩn bị nhiều thêm xíu nha. Cái này là tao kêu bà Tư bà làm 300 phần, nhưng mà chắc bữa sau đặt 500 phần đi. Được á. Ok, rồi thôi bây giờ xách các bạn đi về. Chiều đi đó bạn không? Thôi, tưởng tao như heo đá gì nổi. Thì con heo mới phải đá chứ. Tao đánh mày bây giờ đó. Ê, nhảy gì? 500 phần cơm đâu rồi? Ủa? Thì lát nữa người ta giao tới chứ tự nhiên mày nghĩ sao giờ xách cái bàn rồi cái bàn nó đủ 500 phần không? Ừ, cũng đúng ha. Thánh chỉ tới. Rồi bà con cô bán mình coi còn ai nữa vô lấy cơm thịt từ thiện luôn nha. Cười lên cái mặt bà sao nhăn nhăn vậy? Nam. Còn ai nữa không? Vô hết rồi mọi người ơi. Nè, cơm thịt miễn phí nè bà con ơi, vô nè. Cười đàng hoàng chứ nhăn sao mà được. Rồi qua luôn rồi, đi chị. Qua ơi. Nè, qua nè. Cô. Cái gì vậy? Nhăn vậy? Cười lên. Không, cái này là nhăn rồi. Ủa? Hai cậu hôm qua nè. Ủa anh trai? Chà, ăn mặc lịch sự vậy mà cũng đi lấy cơm từ thiện. Đây, hai phần. Không phải đâu. Hai anh này là phát lực cơm nhưng mà cơm chay. Đúng rồi. Cơm chay. À, nhớ rồi. Hình như là hôm qua hai cậu phát cơm chay ở đây đúng không? Ừ. Cái chỗ anh đang đứng là chỗ hôm qua tôi đứng. Trời, xin lỗi nha. Tại vì dạo này thấy bà con ở đây ăn cơm chay hoài à. Hôm nay phát cơm thịt ăn cho đỡ ngán. Chứ thời buổi giờ ai đâu mà đi ăn quả cơm chay rẻ tiền đó. Cơm chay gì là cơm chay rẻ tiền hả? Thôi được rồi, cười lên. Cái mặt bà kìa. Mình ăn thịt nó phải ăn chay đâu rồi. Xin lỗi hai cậu nha. Tại bữa nay thấy cơm thịt nó thèm quá. Cơm chay miết thấy thèm. Thôi giờ không sao đâu anh có là ăn là được rồi, tụi em vui rồi. Rồi dạ, cảm ơn anh. Dạ. Mấy cô chú kia đứng đó làm gì, đi vô luôn nè. Vô hết luôn cô chú ơi. Cảm ơn hai cậu đó thông cảm cho tụi tôi nha. Dạ rồi, không có gì đâu chị. Hàng bay đứng đây làm gì nữa? Nghĩ sao vậy? Cơm chay tụi bay mà so sánh với cơm thịt của tao à? Nè, động đi. Biến. Rồi ông bà già kia có qua lấy không? Đứng đó mò mò rề rề hoài vậy. Có lấy thì qua lấy lẹ đi. Không lấy tôi dẹp à. Nắng quá. Thì mình hết sức.
từ thiện mà cũng bị giành nữa. Dạ. À, Tư hả Tư? Lát nữa Tư không cần giao cho con 500 phần cơm đâu nha. Dạ. À, Tư cứ để ở quán đi rồi có ai tới rồi Tư cứ phát giúp con nha. Tiền thì con nhờ người đem ra thanh toán cho Tư rồi đó. Dạ rồi. Làm từ thiện mà, kệ đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với trang Facebook của Nguyễn Phương Trinh nha. Và ngày hôm nay Trinh đang có mặt tại một công viên để phát cơm từ thiện cho tất cả mọi người. Đây, như mọi người có thể thấy là Trinh đang có một cái hộp cơm rất là ngon luôn nè mọi người. Ai ăn vô cũng riền hết nè. Và ngày hôm nay Trinh sẽ quay tất cả mọi người ở đây. Đó. Hiện tại là có rất là nhiều người đang xếp hàng và chờ ăn nha mọi người ơi. Ủa? À, anh gì đó ơi, em đang livestream á, có gì anh né né ra giùm em với. À, em đang live á, thì sẵn đây anh muốn nói vài điều với lại khán giả của em, được không? À... Tăng đi. Ê, kiếm chuyện hả mày? Nói chuyện nghe kỳ vậy anh trai, anh phát cơm từ thiện, tôi tới đây tôi xin. Thì tại vì em gái này đang like, tôi muốn lại, tôi muốn góp ý tí xíu. Nhưng mà nếu mà em không quay nữa thì anh có thằng bạn của anh. Vô. Mọi người ơi, mọi người ơi, nói gì nói đi bạn ơi. Ê, biến chỗ khác nha, tao đang làm từ thiện đó. Ôi, cô nói nghe có đạo đức quá ha. Mày làm từ thiện ai chứ? Hả? Mày nhắm mày phát được cho người ta mấy hộp cơm mà mày bắt người ta phải khóc, phải cười. Mày chụp hình mày mới phát hả? Mày khiêu khích tụi tao cho đã xong, mày đuổi tụi tao đi. Rồi mấy người này sao? Mày phát cơm cho họ, rồi mày bắt người ta chụp hình. Ai tới trước thì mày phát, còn ai tới sau thì mày đuổi. Đúng không? Đúng hả? Hôm qua tới mượn có chút xíu thôi. Nó không phát cơm, nó chửi như con chó luôn. Tôi cũng vậy nè, hôm qua tới chợ đâu phát cho tôi đâu. Tôi cũng vậy á, có phát cho tôi đâu mà sỉ giả tôi quá trời. Ờ. Để mấy người ghê vậy á. Tôi thiệt mà không có tâm. Mấy người nói gì vậy? Bây giờ mày còn chối được nữa hả? Thì càng nghĩ tao càng tức, tao không tin trên đời này có một cái loại người như vậy. Đã phát cơm từ thiện rồi mà bắt người ta phải chụp hình. Chụp hình để làm chi? Chụp hình đăng Facebook hay gì? Tại sao vậy? Mình làm từ thiện là bằng cái tâm. Mình làm thiện mình có bắt người ta chụp hình không? Không hề có. Tại sao nó làm từ thiện? Ê, nam. Sao tao mệt mày ghê luôn á. Cái chuyện từ hôm qua tới giờ mày nhảy, bây giờ tao ngồi đây mày cũng nhảy nữa là sao? Tức tao mới nói chứ. Nè, cái chuyện nó bắt người ta chụp hình là chuyện của nó. Nhưng ít ra cái tâm nó tốt, nó vẫn từ thiện, nó vẫn cho mọi người cơm mà. Sao mày nói hoài vậy? Cái tâm ta tốt nhưng mà thấy thái độ nó lời lỗm không? Nó kêu cơm chay rẻ tiền. Ủa cơm chay, cơm gì rẻ tiền? Đó, cái miệng mày kiến nghiệp mày không á, bỏ đi. Một Phật à. Được chưa? Không tin trên đời này có một cái đứa nói cơm chay rẻ tiền. Cơm chay rẻ tiền là mày sao? Mày dừng lại đi, tao dẫn mày đi ăn cơm, tao bao mày ăn. Đi. Đi đứa bụng chứ. Ủa, cái cô này hôm bữa mình phát cơm cho cô đúng không? Chuyên nghiệp quá. Ủa, bị cô. Cô ngồi xuống, cô ngồi xuống. Ủa, cô bị sao vậy cô? Tôi đau lắm à. Ủa, con nhớ là bên kia nó có phát cơm từ thiện cho cô mà cô. Tôi có qua bên đó, họ không có cho, bộ chủ tôi quá trời luôn á. Nè. Ừ. Dạ cô đi ăn đi. Đây là con dẫn cô đi ăn. Cô đi, Nam dẫn đi. Dạ rồi. Ê, gần đây thôi nè, không xa đâu. Nam. Ừ. Mày lấy cái điện thoại mày dí thẳng vào mặt nó, mày quay cận cho tao và đăng lên cho người ta biết. Chuyện nhỏ, đây chính là cái bản mặt đó nè các bạn ơi. Mày bỏ cái điện thoại xuống. Tao không bỏ đó, mày làm gì tao? Ôi trời, đánh người kìa. Mày nữa. Ôi trời, đánh nhau rồi kìa. Đúng rồi, đánh đi, đáng đi. Đáng làm cái gì vậy? Tôi bảo con mày đó nha. Sao? Mày đánh nhau nữa không? Đi em. Má, mày nhớ mặt tao như con chó. Ôi, biết vậy hồi nãy á, mình lấy hộp cơm xong rồi mình hẳn chửi nó. Không để lại hộp cơm kìa. Thôi, giờ lấy đỡ đi chứ. Mọi người. Ờ, mọi người bỏ hộp cơm đó đi. Để tôi dẫn mọi người đi ăn. Ủa, đi ăn kìa. Anh đúng là Tống Ca.
Khủng quá. Rồi có dẫn dòng họ đi không? Không. Còn mày á, dọn dòng tao hộp cơm đi. Nhìn chướng mắt quá. Đi mọi người. Đi. Bắt đầu từ bây giờ, xe bánh mì của chị đó. Mày ở đâu mà tới đây buôn bán dành cho khách của tụi tao? Chị buôn bán mà chị nói chuyện ngang vậy hả? Ơi, anh làm trò gì hả? Đàn ông con cha ban mặt ban mày đi lại ăn hiếp con gái là sao? Chơi hoài mà chơi không thắng thì... Rồi chưa xong luôn. Không có lên ranh bạc được. Ê, mày lớn rồi đó, mày chơi game mày bớt sân si lại đi. Mày có sân si mày chơi không giỏi đâu. Nó chửi tao ngu nè. Thì đúng rồi đó. Để tao lên coi. Nữa. Nhiều chuyện nữa. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 35 tuổi. Làm gì vậy? Cất tiền cho coi. Chị mới 35 tuổi à. Tay chân lành lặn vậy á, sao đi kiếm gì làm đi? Mà đang xin làm gì? Chân tôi bị tật vậy, đâu có xin chỗ nào được đâu. Coi như là của ít lòng nhiều. Chị nhận cho tụi em vui nha. Cảm ơn. Đi giùm tao đi. Im coi. Tôi lấy lại số tiền này. Nè, cậu quá đáng lắm rồi nha. Cậu là Tống Ca đúng không? Tôi biết là cậu tưởng tôi là giả tàn tật để lợi dụng người khác. Nhưng mà cậu nhìn đi, tôi bị tật thiệt mà. Chị bình tĩnh đi. Cái này đàn em mày nghĩ cái gì vậy? Mày im coi. Chị cứ bình tĩnh đi. Tôi lấy 50 ngàn này, tôi cho chị lại cái khác. Bắt đầu từ bây giờ, xe bánh mì của chị đó. Tôi đã mua tất cả nguyên liệu rồi. À, ở trong đây dãy phòng trọ, cái phòng số 2 tôi cũng muốn cho chị luôn rồi đó. Cảm ơn cậu nha. Tôi tưởng Tống Ca chỉ là... Là cái gì? À, không có gì hết, cậu tốt quá à. À, còn đây tiền vốn nè. Tôi đổi thành tiền lẻ luôn rồi đó, có gì thối cho khách. Cầm lấy đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi dặn một điều nè. Nhớ buôn bán cho đàng hoàng đó biết chưa? Tôi biết rồi. Vậy thôi, về trước á. Đây. Có 50 ngàn của em trong đó nha chị. Cảm ơn cậu. Có gì cho xin lại được không? Tào lao quá. Đâu tới bà chị? Dạ, hai chị ăn gì? Tụi tao hỏi mày á, mày ở đâu mà tới đây buôn bán giành giật khách của tụi tao? Dạ, em đâu giành giật khách của ai đâu, em bán đây có xin phép đàng hoàng. Bà xin ai? Xin tụi tôi chưa? Em đâu biết hai chị là ai đâu em xin. Tụi tao buôn bán ở bên kia kìa, tao thấy mày què cái giò, đâu có bị đuôi có mắt không? Bà không biết tụi tao. Thôi được rồi, đừng sao mà bán cho đàng hoàng nữa. Mày chắc tôi. Mày cẩn thận nha mày. Đi. Bán cho ở bên mì trứng ơi. Buôn bán gì nữa cậu ơi. Ủa sao vậy? Bộ này bán ế lắm hả? Có, bán đắt lắm. Ủa bán đắt liên quan gì ngồi buồn? Thì bán đắt mới buồn đó. Mấy đứa nó bán bên cạnh kìa, nó vô nó phá, nó không cho bán nữa. Nó quậy sùm lên, nó nói là bán phá giá của nó. Thì bây giờ nó nói bán phá giá thì bán bằng giá tụi nó đi, có gì đâu. Được không?
Mệt quá, đứng lên đi ăn. Vậy đợi khóa cửa cái đã. Thôi đi, cái sớm này không ai làm gì đâu. Đi đi, khép cửa lại được rồi. Rồi cái chân rồi. Chú bao chờ ăn. Nè chị kìa, chị giải thích cho tôi coi. Hồi sáng tôi mua bánh mì cho con cháu tôi ăn xong bây giờ nó đưa lên bệnh viện, bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm là sao? Cậu nói chuyện gì kỳ cục vậy? Tôi buôn bán đàng hoàng, làm gì có chuyện đó. Chị buôn bán đàng hoàng hả? Buôn bán đàng hoàng mà bây giờ bác sĩ nói con cháu tôi bị như vậy. Chị coi gì giải quyết cho tôi đi nha. Ai biết cháu của cậu á ăn cái gì chúng. Biết đâu á ăn gì bậy bạ trên trường sao? Đâu phải ăn mình bánh mì của tôi đâu. Trời trời, chị buôn bán mà chị nói chuyện ngang vậy hả? Nè, anh làm trò gì hả? Đàn ông con cha ban mặt ban mày đi lại ăn hiếp con gái là sao? Ăn hiếp cái gì? Anh coi bây giờ cháu tôi nó ăn bánh mì chỗ bả, nó bị ngộ độc trên bệnh viện á. Ai mà như tôi mà không bức xúc anh. Nè, có phải đàn ông không? Đàn ông con trai á không ăn hiếp phụ nữ, mà nhất những người bị khuyết tật nữa. Hiểu không? Đó, nghe đàn ông ta nói chưa? Đưa lên phường mà giải quyết. Tống ca, cậu nói gì vậy? Nè, chị tưởng rằng chị qua mặt được tôi hả? Nam, sao? Chị bất ngờ lắm đúng không? Mày buôn bán á, sao không có tâm gì hết trơn vậy? Hả? Bán nước tương giả, tương ớt giả cho tụi học sinh ăn. Nó ăn vô á, có chuyện gì á, mày có ngảnh nổi trách nhiệm không? Hả? Đã vậy á, còn giành giật hết hết của tụi tao nữa. Rồi sao? Bằng chứng gì mà mày nói tao vậy? Tao buôn bán ở nhà này không có chục năm nay rồi, nhìn qua một cái á mà biết mày xài cái hàng gì rồi nha. Mày đừng mày đặt múa rìu qua mắt thợ. Rồi sao tụi bay làm gì tao? Tụi bay ngon á, tụi bay phá thử coi con đứa nào chết. Sao tự nhiên cô đi qua phá bánh mì của tao là sao? Ủa bộ anh tính binh nó thiệt á hả? Cái mặt của nó sớm này ai mà không biết, nó chuyên đi lừa đảo người ta đó. Mà anh là Tống Ca đúng không? Vậy là phải rồi. Nó biết anh có tiếng tăm vậy nên nó giả bộ nó dàn cảnh anh vậy đó. Ủa, vậy anh không biết hả? Nó buôn bán, nó chuyên đổ tương ớt giả, nó bán cho người ta không đó. Anh bị nó lừa rồi. Sao? Ngay từ đầu tôi nói với chị sao? Tôi kêu chị là buôn bán đàng hoàng. Tôi mua xe bánh mì cho chị, mua cả nguyên liệu, mướn cả phòng trọ cho chị. Tại tôi thấy chị khuyết tật, tôi muốn chị có một cuộc sống đàng hoàng như người ta. Mà chị làm tôi thất vọng quá rồi đó. Tôi xin lỗi tôi. Tôi không cần chị xin lỗi. Nam, đưa bả lên phường đi. Mời chị. Đi. Thiệt luôn, tôi không ngờ có mấy con người ác độc như vậy đó. Tôi xin lỗi anh nha. Thật ra là tôi không có muốn chuyện xảy ra đến vậy đâu. À, bây giờ về cái chi phí mà cô bé trên bệnh viện á, anh cứ xong xuôi hết rồi anh gửi cho tôi đi, rồi tôi gửi lại cho anh nha. Thôi thôi được rồi, chuyện này để tôi lo xui rủi tôi chịu không sao đó. Tại nãy là thấy anh vô tưởng là anh cản tôi cũng hết hồn chứ. Tưởng binh bà này. Đâu có đâu, thực ra là tôi cũng tin nhầm người thôi. Thôi nói chứ cảm ơn anh nhiều nha. Tống ca. Cảm ơn anh nhiều.
thôi tôi đi trước nha, để lên lo cháu tôi được. Ừ, bye bye. Bye bye. Lẹ đi, mấy bạn fan hỏi kìa, nhanh. Thì mai là làm. Trộn vào và ăn cho tao coi. Cái vị cay của kim chi á các bạn, với cái vị chua á, nó hòa quyện với lại cái vị ngọt của bánh tiêu á. Phải nói là ngọt bùi đắng cay luôn á các bạn. Ngày mai Nam sẽ làm thử thách cực kỳ đặc biệt luôn, đó chính là mì siêu cay khổng lồ ăn chung với kim chi của Nam làm nè các bạn. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn thì donut liền tay. Dạ, cảm ơn các bạn nhiều. Anh đẹp trai quá. Rồi, lấy chi mà đẹp trai với em. Kêu tên em đi. Hello Thông Nguyễn. Dạ bạn ổn em? Bạn ơi, tôi like chung được không? Chỗ người ta đang làm ăn né cái bạn ơi. Hello các bạn, cứ việc ghi cái số điện thoại này, Nam sẽ check inbox các bạn nha. Hello. Gì vậy trời? Vô like chung. Chỗ người ta đang làm gì cứ vô like là vô làm gì ba? Hello, xin chào tất cả mọi người. Sao? Bất ngờ quá hả? Tống ca. À, thấy có vẻ bạn đây đang làm một thử thách đúng không? Hình như là tôi thấy mọi người đang bình luận rằng là ăn 100 cái bánh tiêu cùng với kim chi. 100 cái bánh tiêu. Được rồi, sẵn tôi đang ngồi kế đây để tôi đếm cho mọi người coi có phải 100 cái bánh tiêu không nha. Ê idol ơi, trời lâu quá mày gặp. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn thấy không? Anh Tống ca, anh chỉ lỡ tay thôi làm dơ hết bánh tiêu của mình rồi. Chắc mình sẽ kết thúc thử thách ở đây nha các bạn. Bye bye các bạn. Khoan, nghe đồn rằng là ngày mai like ăn mì siêu cay đúng không? Idol, không có. Không có hay là có? Sao? Lẹ đi, mấy bạn fan hỏi kìa, nhanh. Thì mai là làm. Ừ, nếu mai làm thì tao like chung với mày. Chị, mày không thấy là tao xuất hiện trong cái live stream của mày, mọi người coi nhiều hơn hả? Đọc bình luận đi. Kết hợp với anh Tống ca đi kìa. Đó, kết hợp đi rồi người ta donate cho. Rồi, ok. Ok các bạn, vậy thì ngày mai mình sẽ kết hợp với lại Tống ca để làm một cái thử thách là ăn mì siêu cay khổng lồ kim chi nhà làm nha, nhớ nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Rành con. Ê kìa, mắc gì mà vô mà phá tao? Tại tao đi ngang qua thấy chướng mắt thôi. Mày nói sao? 100 cái bánh tiêu nè, đã nhận tiền của người ta á, đừng có điếm thúi nha. Yên tâm đi, ngày mai tao trở lại coi cái món mì siêu cay của mày. Ủa, làm xong mì rồi đó hả? Sao không nghe thấy gọi gì hết vậy? Ngửi mùi thử qua với mắt gì gọi. Mì siêu cay khổng lồ của mày đây đó hả? Bây giờ tao ốm, tao ăn tô mì là tới với tao là siêu to khổng lồ được chưa? Ủa, công việc của tao, công việc của mày, mày chen vô hoài vậy? Ok, để tao coi hôm nay mày thử thách với mọi người xem sao. Ấn nút like đi bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Như các bạn cũng đã biết, hôm nay là một buổi livestream cực kỳ đặc biệt với khách mời. Đó là chính là Tống ca. Chào mọi người. Hôm nay Tống ca sẽ ngồi canh chừng mình nha các bạn, để coi mình sẽ ăn tô mì này như thế nào nha. Nhưng mà mình nói các bạn nghe nè, mình không biết các idol của các bạn sao, nhưng mà mình thấy ở đây á thì có lẽ hơi thất hứa xíu. Hôm qua nói với mình á là ăn một cái tô mì thật là siêu to, siêu cay, mà không thấy to chỗ nào các bạn. Đây nha các bạn, trời ơi, một tô mì mình làm 2 vắt. Đối với mình 2 vắt của một người mà đang giảm cân như mình, đó là một tô mì siêu to khổng lồ đúng không các bạn? Kệ người ta nói đi, người ta cứ nói đừng quá tin nha. Ăn lẹ đi. Ok, bây giờ mình sẽ nêm nếm nó cho nó thành siêu cay khổng lồ nhá. Đầu tiên mình sẽ bỏ kim chi. Kim chi mình làm nha các bạn, kim chi Nam làm ngon như Nam làm. Các bạn có muốn đặt thì cứ để lại số điện thoại, Nam sẽ inbox cho các bạn. Chốt được liên tục nha. Trộn vào và ăn cho tao coi. Đây nha các bạn, kim chi Nam làm ngon như Nam làm nha các bạn. Chưa ăn là phải bài bản. Có muối nè, rảnh không?
Mở giùm. Xin lỗi, thử thách của ai người đó làm đi bạn. Nhờ chứ Tống Ca không làm nha các bạn. Idol của các bạn, idol giới trẻ đó. Thì sao? Muối này nha các bạn. Hồi nãy mày nói với tao mà, thử thách ai người đó ăn chứ. Mình nghĩ rằng siêu cay phải bỏ nhiều tương ớt. Hết một hũ thì nó mới đúng không các bạn? Đây nha các bạn, hết một hũ tương ớt luôn nha các bạn. Bỏ vô mì cho anh Tống Ca, ảnh thỏa mãn cái nỗi lòng của ảnh nha các bạn. Đổ vào. Đúng rồi, đổ nhiều vào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đổ đi, rồi mày trộn cho tao coi. Hết chưa? Đúng rồi. Mày trộn lên tao coi đi. Ok, mình sẽ trộn nha các bạn. Nhất kim chi nào làm nha, các bạn có muốn đặt hàng thì cứ inbox cho mình nha. Lẹ đi, người ta chỉ có muốn coi ăn thôi. Đừng có buôn bán nhiều quá, không có tốt đâu. Trời ơi các bạn, thấy đã không? Đó. Cái màu đó, cái màu tương ớt cũng là Nam làm nha các bạn. Các bạn có muốn inbox thì cứ inbox cho mình nha. Inbox thì mình sẽ liên hệ các bạn nha. Các bạn thấy idol của các bạn không? Giữ đúng lời hứa khúc này nè. Đổ tương ớt và đổ cả hũ vậy. Chắc là tương ớt sạch lắm ha. Ngon nữa. Để tôi ăn cho bạn coi. Ăn đây nha các bạn. À xin lỗi các bạn là mình ăn gần cái camera quá nè, cho nên mình sẽ giữ lịch sự là mình sẽ che miệng lại ăn nhé. Ngại quá. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Nó cay mà nó thơm, nó mùi kim chi. Kim chi của Nam làm nha các bạn. Các bạn có muốn mua thì cứ để lại số điện thoại Nam sẽ. Nè. Mày ăn đàng hoàng đi, mày làm như vậy mày thấy tội người ta hả? Người ta donate tiền cho mày đó. Mày có ăn không hay mày trộn như cho đã rồi mày không ăn? Thì đang ăn nè. Tao đang ăn các bạn nè. Đúng rồi, tương ớt của mày mà, ăn nhiều vô. Đó. Ăn vô. Cái gì vậy? Đó, các bạn thấy không? Ăn uống mà che như vậy khác nào lừa dối các bạn. Lừa dối. Trời ơi các bạn thấy không? Tôi chỉ muốn làm clip cho một người coi thôi. Tống Ca tự nhiên qua đây ăn hiếp tôi. Tôi chỉ muốn làm clip cho một người coi các bạn. Rồi, nếu mà mọi người nói như vậy, mày thấy gì đây không? Quen không? Mày than khóc tiếp đi. Sao? Mày nói gì? Để nói chi mày sao? Tao nghĩ rằng fan của mày nên biết điều này á. Hello các bạn, coi như là thử thách của mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Xin chào các bạn. Các bạn thấy gì chưa? Idol của các bạn đó. Các bạn thấy chưa? Idol của các bạn đó. Các bạn đi mua mấy cái này về ăn đi. Mì siêu cay, nước tương siêu sạch. Rồi sao? Kim chi siêu sao? Siêu ngon hả? Ba cái phẩm chất màu, ba cái nó lụm ở ngoài đường, nó về nó bán cho các bạn đó. Các bạn mua đi. Sao nói gì với khán giả mày đi? Nói đi. Bye bye các bạn nha. Sao? Gây chuyện đủ chưa? Nè, tao nói cho mày biết, mày đừng để tao đem cái đống mày lên công an nha. Mày buôn bán mấy cái này mày nghĩ là mày tốt hả? Mày nói cho tao nghe coi, mày lấy mấy này từ đâu ra? Mấy cái phẩm chất há màu mày bỏ vô đây rồi mày bán cho người ta, mày nghĩ vậy là tốt hả? Rồi biết là biết sao? Sao tôi không làm nữa? Lần này tao tha cho mày. Tao biết vì cuộc sống mưu sinh mày mới vậy thôi, nhưng mà có lần ham mà mày như thế hả, tao đem cái clip mày lên công an đó, mày biết chưa? Biết rồi. Nhóc con.